bạn thấy chúng tôi có đẹp không? Chúng tôi luôn mỉm cười với khách hàng và với mọi người xung quanh. Chúng tôi luôn tập trung. Tự tin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tốt nhất có thể. Nói là gieo và nghe là gặt, nên tôi luôn luôn tìm cách để được lắng nghe. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ và đẹp hay xấu phụ thuộc vào góc nhìn của cá nhân bạn. Nếu bạn đẹp thì cuộc sống xung quanh bạn chắc chắn sẽ luôn luôn đẹp. Mình là một thành viên của gia đình VIAS, phải làm thế nào để hành khách yêu mến VIAS, phải không các bạn? Xa hơn nữa, mình là người Việt Nam, không gì vui bằng việc mình có thể là một sứ giả kết nối để giúp họ thêm hiểu và yêu đất nước mình hơn. Mình quyết định sẽ phải luôn luôn đẹp. Khởi đầu một ngày mới, bạn mở cửa bước chân ra khỏi nhà và người đầu tiên bạn gặp mỉm cười với bạn. Đó là dấu hiệu của một ngày tốt lành đang chờ bạn phía trước. Vậy hãy luôn luôn mỉm cười. Chúng tôi luôn thấy ngoài nghiệp vụ của mình phải chuyên nghiệp và chính xác ra, thì khi đứng trước các tình huống, thái độ thân thiện, chân thành và nụ cười là rất quan trọng. Việc mỉm cười giúp trấn an tinh thần khách hàng, tạo niềm tin với khách hàng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Và cuối cùng, đừng quên gửi lời chúc thân thương đến khách hàng cho một hành trình an toàn và nhiều cảm xúc yêu thương. Một ngày làm việc thường chỉ có 8 giờ. Nếu bạn không tập trung thì 8 giờ vàng ngọc đó có thể trôi qua trong tiếc nuối. Còn nếu bạn luôn tập trung, hiệu quả tích cực của 8 giờ đó có thể theo bạn suốt cuộc đời. Vậy hãy luôn tập trung cao độ cho công việc mà bạn đang đảm nhiệm. Chúng tôi nghĩ chìa khóa để giải quyết những vấn đề khẩn cấp đó là sự tập trung. Cuộc sống luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Những rắc rối trong công việc có thể đột ngột ập tới bất cứ lúc nào. Một vị khách khiếm nhã, một yêu cầu hơi riêng tư của khách hàng hay bạn đồng nghiệp chưa thật sự hiểu ý mình. Tất cả đều là những sự cố không mong đợi mà hiếm khi chúng ta chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận. Vậy tinh thần đó là gì? Tôi nhận ra rằng trong trường hợp gặp áp lực về thời gian thì sự tự tin sẽ giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề của khách hàng. Và nhờ tự tin, tôi rèn luyện được rất nhiều đức tính trong công việc của mình. Tôi có thể lựa chọn và quyết đoán trước những tình huống khó khăn để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng nhất. Đó là lý do mà tôi được bình chọn là nhân viên xuất sắc của VIAS năm vừa qua. Làm công tác quản lý, tôi luôn là người phải suy nghĩ và đưa ra những quyết định quan trọng. Thật không dễ khi phải truyền đạt những suy nghĩ của mình, làm sao để rất nhiều người, nhiều thành phần có thể hiểu nhanh, hiểu đúng, hiểu sâu và thực hiện nó. Tôi luôn ý thức được rằng nói là gieo, nghe là gặt, nên tôi luôn luôn tìm cơ hội cho mình để được lắng nghe. Bạn là một thành viên của gia đình VIAS, bạn hãy luôn xinh đẹp. Hãy luôn mỉm cười. Tập trung cao độ là cách chúng tôi lựa chọn khi tiến hành công việc của mình. Tự tin là chìa khóa mở ra cho các bạn những cánh cửa kỳ diệu để xử lý công việc của mình nói riêng và trong đời sống nói chung. Tự tin, tự tin, tự tin. Nói là gieo và nghe là gặt, các bạn hãy nhớ nhé. Sự hài lòng của khách hàng là điều kiện sống còn của ngành dịch vụ nói chung và ngành hàng không nói riêng. Khách hàng hài lòng thì khách hàng sẽ quay lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng ta. Mỗi khách hàng có nhu cầu mong muốn khác nhau ở những thời điểm khác nhau, thậm chí có những mong muốn mà khách hàng chưa kịp nói ra, nhưng nếu quan sát tinh tế bạn sẽ nhận biết được.